Cô cũng sẽ bước lên, xin chào và hẹn gặp lại, xin chào, xin mời.
Vậy là kính thưa toàn thể chùa phần mến, như vậy là nhà dâu nhà rể đâu xa, tình trong một khắc nghĩa vài trăm năm, và nhà dâu và nhà rể cũng đã về, chung vui hạnh phúc chúng ta là cùng. Xin kính chúc một tình thông gia sẽ mãi mãi bền chặt và sẽ dành nhiều tình cảm hơn nữa để cho Vũ Lâm và Hải Thu của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, trọn đời chỉ chung trong sắc. Vậy là kính thưa toàn thể dưới đây phần mến, và có lẽ hai người đẹp nhất, hạnh phúc và lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, Hữu Lâm, Hải Thu. Hải Thu, Hữu Lâm sẽ nắm chặt tay nhau, bước lên cuối chào toàn thể chúng tôi. Xin chào, kính mời. Vậy là kính thưa toàn thể chúng tôi đến, như vậy là bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu chờ đợi thì hạnh phúc đã thực sự đến với Hữu Lâm và Hải Thu của chúng ta. Vậy là kính thưa toàn thể chúng tôi thân mến, hoa đến thì hoa phải nở, lúa đến thì lúa phải trổ bông, đỏ đèn vàng đỏ phải sang thông, em đến duyên em đi lấy chồng, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và hạnh phúc cũng đã đến với Hữu Lâm và Hải Thu của chúng ta, và chính xác từ giờ phút này đây, hai bạn trẻ chúng ta cũng nên mở lên chồng, và hạnh phúc sẽ là mãi mãi, hạnh phúc sẽ là dài lâu đối với hai bạn trẻ Hữu Lâm và Hải Thu. Và rồi đến giờ phút này, tôi xin trân trọng tuyên bố lễ kết hôn của Hữu Lâm và Hải Thu chính thức được bắt đầu. Chương trình lễ thành hôn hôm nay của hai cháu gồm đầy đủ các thành phần, các cụ, các ông, các bà ở bên nội, bên ngoại của gia đình họ nhà, nhà gái. Trong không khí rất là vui tươi, tưng bừng, tôi được xin được cảm ơn sự đón tiếp rất nồng nhiệt và rất là thắm nghĩa thắm tình của đoàn họ nhà trai đã dành cho họ nhà gái chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mục đích ngày hôm nay chúng tôi đến tham dự chương trình lễ thành hôn này, mục đích là chúc phúc và cũng được giao lưu với lại toàn thể quý vị cũng như là bên họ nhà trai. Về trước khi về lời, tôi một lần nữa xin được cảm ơn và chúc tất cả sức khỏe của mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Tôi thay mặt cho họ nhà trai xin hoàn toàn nhất trí những ý kiến phát biểu của ông. Qua đó, tôi cũng mong rằng qua cái buổi giao lưu ngày hôm nay, hai họ hãy tăng cường tự tin đoàn kết hơn nữa. Tôi mong muốn cuối cùng của chúng ta là các cháu được hạnh phúc. Qua đó, ông cũng có hai câu thơ tặng hai cháu Lâm và Thu như sau: đã rằng là nghĩa vợ chồng, dẫu cho nguyên núi đạn sông chẳng rời. Trước khi dừng lời, thay mặt họ nhà trai xin kính chúc toàn thể các cô các bà và toàn viên
anh họ. Các vị có mặt trong môi trường ngày hôm nay mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, xin trân trọng cảm ơn. Và mời hai ông trưởng đoàn chúng ta sẽ bắt tay để hiện tình đoàn kết gia đình, tiếp tục dành tình cảm cho hai đoàn thể Yêu Lâm và Hải Thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình cha, chờ sắc xeo vang con sông Đà nước dâng, vui đập ngàn sông non sông biển sâu. Về nơi quê xưa em về với anh gọi, xin xanh lo su em sàn ngói đọt tươi, kề sát bên nhau nghe hơi thở nóng ấm, lòng ngực sung lên. Trong tim.